Mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Chí Hơn, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện và được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Diana. Mời quý vị hãy cùng đến và chứng kiến những cuộc so tài rất hấp dẫn của các thí sinh của chúng tôi ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Anh Tú, 1 tuổi, cân nặng 10kg, thích ăn trái cây và múa hát. Hạng đùi, thí sinh Mai Hồng, 3 tuổi, cân nặng 19kg, thích thú nhồi bông và ăn da gà. Hạng nặng, thí sinh Minh Thư, 6 tuổi, cân nặng 29kg, thích tìm hiểu và thắc mắc mọi thứ xung quanh. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Bình An, 1 tuổi, cân nặng 10kg, thích ôm gối ôm khi ngủ. Hạng đùi, thí sinh Tuấn Kiệt, 3 tuổi, cân nặng 17kg, thích chơi với xe. Hạng nặng, thí sinh Tuấn Anh, 6 tuổi, cân nặng 30kg, thích máy bay, thích ăn lê và thích đi công viên. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Duy Tài, 1 tuổi, cân nặng 10kg, thích ngủ sớm, thích dậy sớm và thích nghe nhạc. Hạng đùi, thí sinh Quỳnh Trang, 3 tuổi, cân nặng 17kg, bé rất thích chơi đồ hàng. Hạng nặng, thí sinh Nhật Duy, 6 tuổi, cân nặng 30kg, sở thích là thích chơi game và đi siêu thị. Các thí sinh đã sẵn sàng và rất nôn nóng để bước vào phần thi thố rồi. Vậy thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau bước vào Siêu Quậy Tí Hơn. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Và xin mời gặp gỡ cả ba thí sinh của chúng tôi cùng tất cả quý vị phụ huynh. Rất đơn giản, các bé sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên đua xe đẩy tranh giải quán quân. Các thí sinh sẽ được sự trợ giúp của các phụ huynh. Khi Đình Toàn ra hiệu, các chị sẽ đặt các bé vào vị trí xe đẩy. Ra ai đẩy xe từ vạch xuất phát đến đích đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Chị, con đừng có khóc, chú Tài sẽ cho con đua ngay bây giờ. Nào, phần đua xe đẩy tranh giải quán quân bắt đầu. Các chị đặt các bé vào vị trí. Nào, bên kia ba mẹ kêu em đi. Ê, con đẩy xe lên, đẩy xe lên. À, thí sinh đội màu đỏ đã bỏ xe chạy rồi. Lên đây con, lên đây. Thầy ơi, lên đây con, lên đây, lên đây. Thí sinh đội màu đỏ đâu? Quay về xe đi nào. Đẩy xe lên, đẩy xe lên. Đẩy đi con, đẩy đi. Tài, con đẩy xe đi, con đẩy xe lên, con đẩy xe lên. Đi, em đẩy xe lên. Ráng lên con, ráng lên. Quay về xe của con quay về xe của con. Rồi, con đẩy xe lên, đẩy xe lên. Đẩy xe lên. Con đẩy xe lên. Đội màu đỏ tới đến chị con. Đã lên. Một thí sinh đã về đích rồi. Con đẩy xe đi, con đẩy xe nè. Chị ơi, về đẩy xe giùm chú Tàng, đi về đây. Rồi, đi về, đi đẩy xe cho bạn Tài, chú Tàng coi. Rồi, đẩy xe lên. Thôi đẩy xe lên, thôi đẩy xe này. Đẩy lên. Rồi, con xuống con đẩy xe này luôn, đi xuống đẩy xe này. Đi. Dạ, thời gian dành cho phần thi của các thí sinh đã hết rồi. Mời các chị phụ huynh, các chị cùng bước ra và ẵm bé lên đây với Đình Toàn.
Thưa quý vị, thời gian dành cho phần thi đua xe đẩy tranh giải Quế Phương đã kết thúc. Đội màu đỏ sau khi bỏ xe chạy đã quay trở lại và xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con nhận được 3 điểm về cho đội màu đỏ. Chú Toàn đặc biệt khen ngợi đội màu đỏ còn đứng ra đẩy giùm xe cho đội màu xanh nữa. Tuy nhiên, màu xanh ơi, không được tính kết quả cho nên cả con và đội màu vàng đều không đẩy được xe. Mỗi đội nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Chúc mừng cả 3 đội chơi, cảm ơn sự trợ giúp của quý vị phụ huynh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với giải vô địch hạng rồi. Phần thi đua xe đẩy tranh giải quán quân, đội màu đỏ 3 điểm, đội xanh 1 điểm và đội vàng 1 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng rồi. Và các thí sinh ở giải vô địch hạng rồi ngày hôm nay sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên Thầy Tả. Đây là một phần thi rất quen thuộc của siêu quầy Tí Hon. Trong vòng 2 phút 30 giây, các thí sinh sẽ cùng nhau thay tả cho em bé. Các con có thể làm theo cách của mình hay là cách của ba mẹ cũng được, miễn sao là các con thay tả cũ ra, bôi phấn cho em ở trước sau và sau đó thay vào một cái tả mới. Ai làm đúng nhất và đẹp nhất sẽ nhận được 3 điểm, người dây nhi được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ thì 1, 2, 3, thay tả, bắt đầu. Đúng rồi, xem coi đội màu vàng con đã mặc tả cho em như thế nào đây. Mặc ướt, mặc sao thì thôi cũng được, kéo xích lên. Rồi con giỏi lắm. Thế còn chàng trai con mặc tả cho em như thế nào? Mặc sao cái này thì không gọi là mặt tả được rồi, phải kéo lên đó. Dạ còn con con chỉ dán được cái tả vô thôi chứ còn chưa có mặt được tả đâu. Nhưng về thứ tự thì các bạn có trước sau khác nhau. Cha đội màu xanh, khi chú Toàn báo hết giờ con vẫn chưa hoàn thành công việc của mình, con chỉ nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đúng rồi. Và 2 điểm sẽ thuộc về đội màu đỏ. Vậy thì đội màu vàng con mặc nhanh nhất và con nhận được 3 điểm về cho đội màu vàng. Cảm ơn cả 3 bạn đã giúp cho chú Toàn mặc tả cho em bé. Bây giờ chúng ta hãy đi xem coi các bé ở giải vô địch Hạng Long như thế nào rồi. Mời quý vị. Phần thi thay tả kết thúc, đội đỏ 5 điểm, đội xanh 2 điểm, đội vàng 4 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và ở lần này thì các thí sinh chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên
thì uống sữa. Trong vòng 2 phút 30 giây, cả 3 thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml. Ai uống nhanh nhất được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì được 1 điểm. Nào, tới giờ uống sữa rồi. Mẹ ơi, cho các bé uống sữa đi và 2 phút 30 giây bắt đầu. Rồi, bây giờ Nhi uống sữa nè, Nhi không sắp sữa. Trời. Nước nè, con cầm đi, con cầm đi. Rồi, uống tiếp đi con. Đúng rồi, hay quá. Con chỉ gì vậy? Con đang suy nghĩ điều gì? Uống sữa đi, ngồi xuống, uống sữa đi. Uống đi con, uống đường nào, uống đường. Bữa cao lên, bữa bình sữa cao lên. Đội màu vàng thì quyết liệt chống cự với bình sữa. Chà, còn khó quá vậy Tài. Còn đội màu xanh thì sao? Uống tiếp đi con. Con uống sữa tiếp đi. Con uống tiếp đi. Rồi, mở nó ra nha. Mở nó ra rồi, uống tiếp. Rồi, mình sẽ cao lên. Chà, thời gian dành cho chúng ta sắp hết rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng ta mượn bình sữa của bạn Nhí nào. Cảm ơn mẹ. Nhí còn khoảng 35ml. Cảm ơn mẹ. Thế còn bình sữa của bạn Boy. Cho chú Tài mượn đi, cho chú Tài mượn vậy. À, con còn khoảng 20ml rồi, trả rồi. Quá. Thế còn Tài, đưa bình sữa chú Tài. Khỏi cần coi, chú Tài cũng biết con không chịu uống một miếng nào cả. Vậy thì con nhận được 1 điểm về cho đội màu vàng. Con nhận được 2 điểm cho phần thi uống sữa của mình. Và đội màu xanh, con nhận được 3 điểm cho phần thi của mình. Và bây giờ thì tất cả chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thi của các thí sinh ở giải vô địch hạng rồi. Phần thi uống sữa, đội đỏ 7 điểm, đội xanh 5 điểm và đội vàng cũng 5 điểm. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch hạng rồi. Nào, ba bạn nghe chú Tài hỏi, ở đây có ai thường xuyên giúp mẹ làm công việc nhà, giơ tay lên. À, áo đỏ, con giúp mẹ làm gì? Mẹ nấu ăn. Nấu cơm. Canh bí đỏ. Nấu canh bí đỏ nữa hả? Wow, con giỏi quá. Thế còn bạn áo vàng, con gái nè, con có giúp mẹ làm gì không? Giúp mẹ bánh chè. Ủa, giỏi quá, làm gì nữa? Nấu cơm. Nấu cơm luôn. Nấu cơm với món gì? Món thịt. Món thịt hả con? Thịt con gì? Thịt heo. Thịt con heo. Rồi, vậy bây giờ chú Toàn muốn các con giúp chú Toàn dọn dẹp một chút nha. Ở trên sân chúng ta có rất nhiều những quả bóng. Bây giờ các bạn hãy giúp chú Toàn dọn dẹp bằng cách tất cả chúng ta sẽ cùng bước vào một phần thi mang tên nhặt bóng. Mỗi bạn sẽ đẩy một cái xe di chuyển lên trên này và hãy cố gắng nhặt thật nhiều những quả bóng cho chú Tàn nha. Ai nhặt được nhiều nhất các bạn sẽ nhận được 3 điểm. Người nhặt được ít hơn nhận được 2 điểm và người cuối cùng thì chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ thì các con chuẩn bị đi nào. Hãy đẩy xe và nhặt bóng bắt đầu. Rồi, các con đẩy xe lên, nhặt bóng mở vô xe.
Đúng rồi. Hãy giúp chú Toàn dọn dẹp cho sân của chúng ta thật sạch. Đúng rồi con. Bạn trai đẩy xe đi nhặt bóng. Nhanh tay lên. Ở sao anh đẩy xe qua bên đây nhặt. Đẩy xe tiếp tục đi con nhặt tiếp đi, càng nhiều càng tốt. Con đẩy xe qua bên đây nè bạn trai. Để lên cẩn thận nè. Con để lên cái này đi, cái này chưa có nè. Đó, để lên. Chất lên, khéo léo, nhẹ nhàng thôi. Nhặt tiếp không? Con nhặt tiếp đi, các con nhặt tiếp đi. Nào, chúng ta sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, dừng lại. Rồi, các bạn kéo xe về đây với chú Toàn. Chúng ta bắt đầu từ ai đây? Từ đội màu đỏ nha. Rồi, chú Toàn đếm coi con nhặt được bao nhiêu cái banh nha. Ở đầu đếm theo chú Toàn nha. À, chú Toàn không biết con đếm được không? 2, 4, 51, 52, 53 quả bóng. Cảm ơn đội màu đỏ. Thế còn chàng trai đội màu xanh, con nhặt được nhiều không? Đếm thử ha. Nào, 2, 4, 53, 54, 55, 56 quả bóng. Chúc mừng đội màu xanh. Thế còn đội màu vàng, chú Toàn thấy con có rất nhiều nhưng không biết con thắng được các bạn không. Đếm ha. 2, 4, 6, 8, 51, 52, 53. Cũng 53 quả bóng, chúc mừng đội màu vàng. Chờ kết quả rất bất ngờ. Chàng trai có vẻ hơi nhút nhát, hơi chậm chạp của chúng ta lại là người mang được chiều bóng nhất. Và con nhận được 3 điểm về cho đội màu xanh. Đội màu vàng và đội màu đỏ đều bằng nhau là 53 quả bóng. Mỗi đội sẽ nhận 2 điểm về cho đội của mình. Cảm ơn các con đã nhặt bóng phụ chú Toàn. Bây giờ chúng ta hãy cùng ngồi và chờ xem các anh chị ở giải vô địch Hán Nán. Phần thi tìm nhặt bóng, đội đỏ 9 điểm, đội xanh 8 điểm và đội vàng 7 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Nặng. Và đây là ba thí sinh ngày hôm nay. Nhanh chân lên nào. Vẫy tay chào mọi người. Xin chào cả ba bạn. Chúng ta sẽ cùng bước vào một phần thi mang tên vẽ chân dung. Sau lưng các con, mỗi bạn đều có một khuôn mặt, chưa có mắt, mũi, miệng. Phía trên kia chúng ta có đầy đủ tất cả mắt, mũi, miệng, chân mày của những người bạn của chúng ta. Các con hãy nhớ, trong vòng 2 phút 30 giây, các con sẽ chạy lên, lấy mỗi lần một bộ phận thôi. Sau đó chúng ta quay về và chúng ta xem đó là bộ phận nào trên khuôn mặt và dán vào một cách chính xác. Ai tạo được một khuôn mặt chính xác nhất và đúng nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì sẽ nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng thì chỉ nhận được 1 điểm mà thôi.
Cả ba bạn nắm rõ luật chơi chưa? Dạ rồi. Ồ, vậy thì 2 phút 30 giây cho phần thi vẽ chân dung bắt đầu. Mỗi lần chúng ta chọn một món thôi. Giỏi lắm. Nhớ phải nhìn thật kỹ đó là cái gì, là mắt, là mũi hay là miệng nha. À, đội màu xanh và đội màu đỏ, chúng ta chọn từ hai con mắt trước. Nhưng chúng ta thấy có một cách chọn lựa. Càng bạn chọn từ hai chân mày trước để dễ định hình hơn đúng không nào? Bạn bắt đầu phân vân rồi. Và bây giờ là những giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Cái này là cái gì? Sai rồi, đây là cái miệng. Đây là cái miệng. Còn đây mới là cái mũi. Như vậy mới đúng nè. Đội màu đỏ, con có biết con sai lầm cái gì chưa? Cái gì? Sửa lại cho Toàn coi. Chạy qua đây sửa lại coi. Ủi, ai mà nằm trên trời vậy? Đây. Rồi, như vậy mới chính xác. Thế còn đội màu vàng, một mắt của người bạn đâu? Một mắt đâu rồi? Con cũng không biết nè. Con đem mà con dán vô lỗ tai nè. Đây là con mắt người bạn chúng ta nheo lại đó. Còn cái này nè là cái miệng. Đây mới là mũi. Đó, như vậy mới là 3 bức chân dung về các bạn của chúng ta. Đôi màu vàng có một chút lầm lẫn giữa con mắt nheo lại và cái lỗ tai. Con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Có mừng không? Yeah, rồi, bắt tay, bắt tay này. Yeah. Đội màu đỏ, con bước vô trong đây. Con đứng kế tác phẩm của mình. Đội màu đỏ và đội màu xanh. Chú Toàn phân vân quá. Đội màu xanh, con sẽ nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và đội màu đỏ, con cũng có một chút nhầm lẫn giống như đội màu xanh, cho nên chú Toàn cũng quyết định con cũng nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Cảm ơn cả ba bạn, lần sau chúng ta sẽ cẩn thận hơn nha. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với siêu quậy tí hon giải vô địch hạng đẳng. Phần thi vẽ chân dung, đội đỏ 11 điểm, đội xanh 10 điểm, đội vàng 8 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Và đương nhiên là sẽ gặp lại 3 thí sinh ngày hôm nay. Đội màu xanh, nói cho chú Toàn nghe, con có thường đọc báo không? Có. Con đọc báo gì? Đọc báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ. Con đọc tin tức gì ở trên báo Tuổi Trẻ? Đọc chữ. Đọc chữ. Gần đây nhất là con đọc được chữ gì? Chữ bò. Chữ bò. Nói cho chú Toàn nghe một con vật bắt đầu bằng chữ bò. Chữ tử. Ồ, con làm chú Toàn hoang mang quá. Con bò chứ ha. Bò nè, con bê nè, con bọ nè, rất là nhiều con. Thế còn cô gái, bạn đọc báo gì? Con đọc báo Hạ Mây. Báo gì nữa? Báo Yêu Trẻ.
Ồ, vậy thì trên báo con thích đọc gì nè? Đọc chữ nè, đọc chuyện nè, coi hình hay là mình chơi tô màu? Con thích đọc chữ. Đọc chữ. Vậy còn đội màu vàng, nếu như bây giờ chú Toàn cho con một tờ báo, ngoài việc đọc chữ ra thì mình có thể làm gì được với tờ báo nè? Xếp hình vuông. Hình vuông. Xếp gì nữa? Máy bay. Ồ, xếp máy bay để phóng, đúng rồi. Làm gì nữa không? Xếp hình con vé. Ồ, con xếp đủ thứ hình với tờ báo. Ngày hôm nay chú Toàn cho các bạn, mỗi bạn một tờ báo, nhưng không phải để xếp, mà để bước vào phần thi mang tên Tìm tin tức. Chúng ta có thời gian là 2 phút 30 giây. Nhiệm vụ của các con là mở lớp ni lông ra và sau đó tìm cho chú Toàn trang báo số 9. Nhớ nha, trang báo số mấy? Số 9. Đúng rồi. Ai tìm được trang báo số 9 đầu tiên thì giơ lên cao, chú Toàn sẽ tặng người đó 3 điểm. Người tìm được thứ nhì sẽ nhận được 2 điểm. Và người nào tìm chậm nhất chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Cho nên hãy nhanh tay lên, nhớ nha. Và phần thi tìm tin tức bắt đầu. Làm cách nào để gỡ nhanh thật nhanh đây? Gỡ xong cứ bỏ đi trong cái bàn đó. Chú Toàn nhìn thấy đội màu vàng đã tìm được một cái đường gỡ ba ni lông rồi. Nhưng liệu có sự thay đổi hay không, đội màu đỏ cũng tìm được rồi. Nhanh tay lên các con. Kéo lên. Nhớ là chú Toàn cần trang báo số 9 nha. Không lấy trang số 8. Không lấy trang số 7. Tay lên nào các bạn ơi. Các bạn lên, các bạn lên. À, các bạn đã thấy đội màu vàng bắt đầu gỡ được lớp ni lông cuốn báo rồi. Không biết tiền trang báo ở đâu. Thế còn chàng trai ớt thai. Nhanh lên, chúng ta sắp hết giờ rồi. Đội màu xanh còn phương pháp nào để gỡ nhanh hơn nữa không? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Nào, để chúng ta kiểm tra xem đội màu vàng. Ồ, đúng là trang thứ 9 rồi. Màu đỏ cũng tìm được ngay trang số 9. Giỏi lắm, con cầm lấy. Thế còn đội màu xanh, coi chú Toàn nè, đơn giản hơn nhiều, đúng không? Vậy thì kết quả sẽ là đội màu xanh con sẽ nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng và đội màu đỏ đều nhanh chóng mở được tờ báo. Tuy nhiên đội màu đỏ con chậm hơn và con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và 3 điểm thuộc về đội màu vàng. Xin chúc mừng cả 3 đội. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả cuối cùng. Phần thi tìm tin tức, đội đỏ 13 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng cũng 11 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi ngày hôm nay. Chương trình siêu quậy tí hon ngày hôm nay của chúng ta đã khép lại với kết quả như sau. Đội màu xanh và đội màu vàng cùng có được 11 điểm. Cả hai đội đều nhận được huy chương bạc với những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 1.200.000 đồng. Đội màu đỏ
vượt lên trên với 1 điểm, đang có 13 điểm, sẽ nhận huy chương vàng với những phần thưởng của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 3 triệu đồng. Xin cảm ơn cả ba đội chơi. Cảm ơn quý khán giả đã cùng theo dõi chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối thứ bảy tuần sau.